khi nào thì trong ao mình có phèn và khi nào thì chúng ta cần xử lý nó. Thì Di sẽ nói ngay trong video ngày hôm nay. Cái vấn đề phèn trong ao chính là một cái mà nó cũng rất là ảnh hưởng nhiều chúng tôm chúng ta. Hoặc là một cái nữa, nó là chính là một cái mà đốt cái tiền chúng ta. Tại vì những cái mà hóa chất hay là vi sinh hay là về mọi thứ mà chúng ta đưa xuống ao á, nếu như cái nồng độ phèn mà nó cao á thì nó sẽ là một cái chất để mà khử những cái thằng đó và nó không hiệu quả. Có những bè tôm đôi khi mình tạt khoáng rất là nhiều, tạt 1-2 bịch, 1-2 túi, 5-10 túi gì đó, nhưng mà tôm nó vẫn bị công thân, vẫn bị đục cơ và vẫn bị thiếu khoáng. Thì đôi khi cái ao mình nó có phèn, khoáng mà đưa xuống cái bắt đầu khoáng mình nó bị tác dụng với cái thằng phèn thì bắt đầu khoáng mình nó không hiệu quả và tôm nó không hấp thụ được. Và đó là nguyên nhân mà chúng ta vẫn sử dụng đó là hóa chất hay là chế phẩm xuống ao nhưng mà nó không hiệu quả, nằm ở chỗ là đôi khi cái nồng độ phèn nó cao. Và Di bằng những cái kinh nghiệm thực tế và giống như những cái gì mà Di biết về cái phèn thì sẽ chia sẻ. Một là nói về cái thực tế là khi nào nó có phèn trong ao, và nếu như chúng ta có điều kiện đo thì bên Duy cũng có bán một cái bộ đó là test phèn bằng Sera, và cái bộ mà test phèn chuyên dụng á thì đa số trong cái ao mình sẽ có là phèn sắt và phèn nhôm, là gốc phèn sắt là FES, là sắt sunfat. Thì khi mà ở cái độ mà phèn sắt á là nó hiện nguyên hình nhất, là chúng ta thấy là một là khi mà xuống ao á là một là chúng ta nhìn thấy ao nó bị vàng. Thì khi mà chúng ta đo phèn thì nó tầm khoảng là 0,1mg, 2,3, 4,5 gì đó. Hoặc là nặng hơn thì 1mg, 2mg, 3mg trên 1 lít nước. Thì đó là cái đơn vị mà cái nồng độ mà được phèn mà chúng ta đo. Là cái nồng độ mà phèn nó càng cao á thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái ao tôm chúng ta rất là nhiều. Và nói với cái việc là thực tế thì Di sẽ chỉ cho bà con và quý anh em, chúng ta không cần đo phèn mà chúng ta vẫn biết đó là cái ao mình bị phèn. Phèn trong đất thì nó sẽ rất là nhiều nha, nhưng mà phèn trong nước quan trọng là con tôm nó sẽ bị ảnh hưởng và mọi thứ hóa chất của mình bị ảnh hưởng á, là nằm ở chỗ phèn trong nước á. Thì mình thấy được khi mà cái nồng độ phèn mà nó xuất hiện ở trong nước nhiều, có thể là môi trường nước mình bơm vào nhiều, hoặc là trong môi trường đất mình phèn nhiều nó bị lan tỏa ra, kết tủa ra ngoài trong nước, hoặc là cái ao của mình đang bình thường trời mưa xối xuống trên bờ, bắt đầu là trên bờ cái đất mà trên bờ mà xối xuống á thì bắt đầu là nó mang theo cái nồng độ phù sa đất xuống thì phèn lại tăng lên. Hoặc là có những cái nguyên nhân khách quan gì nè, là cái ao mình á nó có cái lỗ mội á, có những cái đường nước mà kẻ đất á, là có nghĩa là từ cái ao mà nước cao hoặc là bờ sông nó cao á, nó lòn qua cái nước mà lỗ mội đó. Cơ bản là một là nó gịnh qua thì cái đó phèn rất cao nha. Mà con có để ý những cái lỗ mội mà nó qua đó là phèn rất cao, hoặc là nó bị nông nước á. Cái ao nước cao nó nông qua ao nước thấp á thì cái phèn nó ra rất là nhiều. Thì mình thấy được á, phèn nó sẽ xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Hoặc là tôm mình trong ao tôm mình á bới lên, có nghĩa là nó quào đất liên tục nè, quào vậy nè. Và đôi khi trong nước mình đã mới thả tôm á thì rất ít phèn. Nhưng mà thời gian tôm bự lên bắt đầu phèn cao. Đó là như vậy. Thì mình thấy được á, và nếu mà dấu hiệu mà để chúng ta biết được phèn nước, phèn mà trong nước mà cao á, nồng độ phèn sắt trong nước mà cao á. Di nói về phèn sắt đi, phèn nhôm thì nói chung là cũng ít ai quan tâm. Phèn nhôm thì nó màu trắng. Nếu mà trên ao bạc á, chúng ta sẽ thấy phèn nhôm ở khi mà chúng ta mà rút nước cạn xuống ha, mà chúng ta chà bạc mà có một cái đớp, những cái vệt trắng ở dưới bạc mà nó loang loang á, những cái vệt trắng mà nó đánh nó rất là cứng đầu á, đôi khi á, chúng ta lấy bàn chải chúng ta chà mà nó không ghe đó, nó là phèn nhôm á, nó là gốc phèn nhôm đấy. Và đôi khi chúng ta phải dùng đến hóa chất và chúng ta dùng thuốc tẩy nó mới ra cái đó, thì chúng ta phải, nó là phèn nhôm đó, cái vệt trắng mà dưới bạc á, nó là chúng ta biết, vào đất chúng ta khó biết lắm. Thì khi mà chúng ta thấy được á, là chúng ta để ý con tôm, ví dụ như tôm mình tầm cả 2 mấy ngày, 2-3 mấy ngày vậy đó, nó bằng ngón tay vậy nè. Di để ý thấy nha, mà Di cũng có những cái bộ đo phèn á. Ví dụ như khi mà con tôm mình á, là nó sẽ có nhiều trường hợp. Một á, là cái càng của nó đó mà vàng á thì nó ở cái mức độ là cho phép, có nghĩa là nó tầm ở trong ao của mình á là bắt đầu có phèn rồi đó, nhưng mà nó tầm khoảng dưới 1mg. Nó thông thường nó sẽ khoảng là từ 0,5 tới 1mg. Thì cái mức độ mà nồng độ như thế á, thì nó cũng vẫn chưa là phải là vấn đề. Đến cái lúc mà cái chân bơi của con tôm mà nó vàng á, cái bơi nó vàng á thì nó đã hơn 1mg. Một cái nữa, ví dụ như là tới cái vỏ con tôm mà nó vàng á thì phèn mình đã cao. Và chúng ta để ý khi nào mà con tôm mà vỏ vàng á, hoặc là con tôm mà nó vàng nặng á, đến cái mức độ mà nếu chúng ta kỹ á, cái càng của nó bây giờ vàng chút xíu thôi,
tại vì nó sẽ gấp dưới đất á, mà nếu mà nó vàng cái càng á thì chúng ta nên xử lý đi, thì đỡ cái nồng độ phèn trong nước. Và đến khi mà vỏ nó vàng á là nồng độ phèn trong ao mình rất cao, và nó sẽ giảm sức đề kháng của tôm luôn. Tại vì cái đó là cái môi trường, cái thằng phèn á là cái môi trường bất lợi cho tôm, và nó sẽ giảm cái sức đề kháng của tôm. Và đôi khi những cái bầy tôm mà đốm đen và những cái bầy tôm mà bị bệnh ngoại hình á, mà con thấy á là rất là hay bị vàng vàng, tại vì nó sẽ từ cái nguyên nhân đó nó xuất phát cái bệnh ngoại hình. Và chúng ta nên, nếu mà chúng ta để ý về cái bầy tôm của mình á, chế độ bạc thì chúng cũng sẽ có. Ví dụ thông thường thì ngoài ao lắng, ngoài sẵn sàng của mình á, mình chỉ đánh cờ lo thuốc tím hay là dùng những cái hóa chất cơ bản thôi, mình ít có đánh phèn lắm. Và chúng ta bơm ngoài sông vào, ngoài sông đôi khi cái nồng độ phèn trong nước rất là cao nha. Và tùy theo thổ nhưỡng của mỗi vùng đất. Và chúng ta để ý, nếu mà ao sẵn sàng của mình phèn cao á, thì chúng ta nên, một á là chúng ta để cái máy bơm của mình á, cái máy bơm mình á, chúng ta nên rút nước mặt thôi, rút nước chừng 3 tấc trở xuống thôi. Chúng ta đừng nên rút nước đáy, thì nó sẽ đỡ được cái nồng độ phèn rất là nhiều. Hai, nếu phèn cao ngoài sông quá, chúng ta nên xử lý ngoài ao sẵn sàng cái, thì chúng ta sẽ giảm ngoài ao nuôi. Thì đó là những cái mà chúng ta để ý trong ao mà chúng ta thấy phèn, và giải quyết bằng cách nào. Đặc biệt là trên ao đất và trên ao bạc á, nếu mà phèn cao á thì chúng ta nên xử lý. Bên Duy thì cái hướng xử lý á, thì chúng ta có dùng có nhiều biện pháp, ví dụ như là EDTA là này nọ, nó rất là nhiều, hoặc hóa chất gì đó, hoặc là vôi đá nó cũng sẽ xử lý được. Nhưng mà chúng ta phải bảo vệ con tôm. Bên Duy có một cái dòng đó là xử lý phèn bằng công nghệ có vi sinh. Cái dòng này nó sẽ có vi sinh để nó giảm, nó giải quyết được phèn, và cũng giống như là nó sẽ giảm được cái nồng độ phèn rất là nhiều bằng cái dòng alum này. Và Duy cũng đã triển khai cho bà con rất là tốt. Và một cái nó rất là an toàn cho tôm thì Duy cũng đã triển khai cái dòng này, và giảm cái nồng độ phèn cũng khá là nhanh. Khi mà chúng ta giảm được nồng độ phèn á, thì chúng ta sẽ giảm được, đó là về tiền chúng ta mà triển khai những cái hóa chất khác và những cái thuốc khác. Và để ý thấy, ví dụ như trong cái việc mà chúng ta giảm phèn trên ao á, thì chúng ta phải hướng đến là an toàn cho tôm. Thì chúng ta bên Duy có sử dụng cái dòng này để chia sẻ cho bà con. Thì cái dòng alum này nó hướng về cái vi sinh và khử phèn để chúng ta giải quyết cái vấn đề đó là phèn trên ao, đặc biệt là cái phèn sắt. Và đó là những cái gì mà ví dụ như phèn nó sẽ xuất phát từ đâu và giải quyết như nào trong video ngày hôm nay. Duy cũng muốn chia sẻ đối với tất cả quý bạn và đồng hành với tất cả quý bà con để chúng ta cùng thành công hơn cho ngành tôm Việt Nam. Và rất là cảm ơn quý bạn đã luôn đồng hành cùng chia sẻ với Duy và quan tâm chia sẻ với Duy trên video ngày hôm nay. Xin chúc quý bạn một vụ mùa thành công, có nhiều sức khỏe. Xin chào.